Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần truyền thông Cửu Long thiết kế website. Hôm nay mình xin demo với các bạn một số mẫu website bán hàng rất là hiệu quả mà công ty thiết kế cho khách hàng. Thì website có những chức năng gì hay? Chúng ta cùng thử test thử một website. Đầu tiên chúng ta truy cập vào trang kitcanhbang.com. Đây là một trang web bán linh kiện máy bay mô hình khá là nổi tiếng. Giao diện của website rất là dễ nhìn và mượt mà khi mà chúng ta truy cập vào. Các chức năng như chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, Google Cộng, Twitter, Zingme và chat phản hồi, hướng dẫn thanh toán, chèn fanpage vào website của mình, thống kê được lượt like của khách hàng. Đồng thời ở đây các bạn cũng có thể chèn một clip hướng dẫn mua hàng được cho khách hàng. Cái website này có chức năng dò hàng rất là hay. Bây giờ chúng ta thử vào đặt một cái sản phẩm trên website này xem như thế nào nhé. Đây, tôi thích sản phẩm này, chúng ta thử xem nào. Sản phẩm của chúng ta khi mà được đăng lên website rất là rõ ràng. Tên sản phẩm, giá này, thông số kỹ thuật. Đồng thời các bạn cũng có thể áp dụng hình thức giảm giá được. Số lượng hàng hóa này, clip mô tả. Đây là một loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt nên là phải có một clip mô tả để cho khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm. Như các bạn hàng hóa của các bạn là một hàng hóa đặc biệt thì các bạn cũng có thể làm một clip mô tả về sản phẩm, test thử để cho khách hàng tin tưởng và lúc đó khách hàng sẽ lựa chọn mua hàng cao hơn. Flight test. I'm Josh, and this is Josh. Hi. And today we have the next. Holy cow! I believe it called a crazy mode. Is that the real term for it? You know what? It is now. Okay. Crazy mode. And what that did is when you gave rudder input, because this is just a skid, it would steer it around with positive thrust. It wasn't just what was going through the rudder, it was actually driving it with the props. Right. Okay. Đây là một đoạn clip mô tả về cái sản phẩm này. Thì khi họ xem, họ sẽ thích thú và họ sẽ lựa chọn mua. Ở đây chẳng hạn như khách hàng họ mua hai sản phẩm thì họ có thể thêm hai sản phẩm hoặc ba sản phẩm. Thì cái giỏ hàng nó sẽ tự nhân giá tiền sản phẩm lên và nó tính tổng cộng lại. Ở đây khách hàng có thể sang mục khác và lựa chọn một số sản phẩm khác mà họ yêu thích. Sau đó họ sẽ kiểm tra giỏ hàng thì các sản phẩm nó sẽ có ở trong giỏ hàng.
đặt 4 cái thì nó nhân lên 2.500.000 một cái mà. Tổng giỏ hàng này 2 triệu này. Miễn phí giao hàng hoặc tính phí giao nhận. Chức năng giỏ hàng này thì có thể tính cho ta được cái phí ship, phí giao nhận, tức là phí giao nhận ấy. Chẳng hạn như là khách hàng ở chúng ta ở Đà Lạt, chúng ta ship lên đó thì giá cái đoạn đường nó ngắn hơn thì giá nó rẻ hơn, phí ship nó rẻ hơn. Còn khi mà ship ra ngoài Đà Nẵng thì phí ship nó cao hơn vì cái đoạn đường nó dài hơn, chúng ta cũng có thể tính được. Ngoài ra khi mà các bạn bán những sản phẩm như là quần áo thì cái giỏ hàng này nó cũng phân loại được những cái size áo như là size S, size L, size XS, hoặc là phân biệt được loại màu đỏ, đen và trắng để khi khách hàng lựa chọn nó chính xác hơn. Giờ chúng ta thanh toán này. Thì nó sẽ yêu cầu khách hàng nhập thông tin của họ vào đây. Chẳng hạn tôi lấy một đại một cái tên nào đó đi, Trần. Trần Thế đi. Tên công ty này, Cửu Long này. Group. Địa chỉ của khách hàng 339 này. Sẹp 39 Lê Văn Sĩ. Phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, thành phố ở dưới, chúng ta điền thành phố ở dưới. Mã bưu điện thì khách hàng ở tỉnh nào thì họ sẽ điền mã bưu điện của tỉnh đó vào. Như là tôi đóng vai trò là một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi điền mã bưu điện của thành phố Hồ Chí Minh vào, 7 và 5 số 0. Thành phố này, Hồ Chí Minh. Địa chỉ email. Vẫn là 0995zip@gmail.com. Địa chỉ email này của khách hàng thì khi mà khách hàng điền vào đây thì nó sẽ có một cái đơn hàng gửi về email cho họ, là họ đã đặt hàng thành công và chi tiết của đơn hàng. Ở cái phần hình thức thanh toán này có 3 hình thức cơ bản. Thứ nhất là chuyển khoản tại Ngân hàng Việt Nam. Chẳng hạn như là website của bạn quá là uy tín và nhiều người biết đến ấy, họ đã từng mua hàng trên website của bạn thì họ sẽ tin tưởng và họ sẽ chuyển khoản trước cho bạn khi mà họ nhận được hàng, thì hai bên có thể thương lượng. Hình thức thứ hai là thanh toán bằng chi phiếu này. Thanh toán bằng chi phiếu thì ở Việt Nam ít sử dụng, cái này bên nước ngoài người ta thường sử dụng hơn là Việt Nam chúng ta. Và hình thức thứ ba là trả tiền mặt khi nhận hàng, tức là hình thức ship COD. COD là gì? COD là khi mà khách hàng ấy, họ truy cập vào cái shop online của bạn, tức là website của bạn, mà họ thấy website của bạn còn quá là mới, họ chưa mua bao giờ, chưa tin tưởng mấy, thì họ có thể lựa chọn hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng. Thì khi đó cái đơn hàng sẽ báo về cho họ là họ sẽ nhận được hàng, sau đó mới trả tiền. Thì ở Việt Nam thì có hai hình thức thanh toán cơ bản như vậy thôi: chuyển khoản tại Ngân hàng Việt Nam và trả tiền mặt khi nhận hàng, giờ đặt hàng này.
Khi đặt hàng thành công thì hệ thống giỏ hàng sẽ thông báo cho khách hàng là họ đã đặt hàng thành công, số đơn hàng, ngày, tháng và tổng tiền chuyển khoản tại ngân hàng Việt Nam này. Nó sẽ thông báo là để hoàn tất thanh toán, bạn vui lòng chuyển số tiền thanh toán vào hai tài khoản ngân hàng phía bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi hàng cho bạn sớm nhất có thể. Thông tin tài khoản ngân hàng của chủ shop này. Ở cái phần thông tin ngân hàng này thì các bạn có thể nhập được nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Khi mà bạn bán hàng online thì bạn sẽ có nhiều tài khoản ngân hàng để khách hàng dễ giao dịch hơn. Chẳng hạn như là họ có tài khoản ngân hàng của Vietcombank thì họ sẽ chuyển vào Vietcombank, họ chuyển trên Internet Banking, họ không phải ra ngoài, rất là tiện lợi. Này, sản phẩm này. Còn cái chi tiết khách hàng này là tên và địa chỉ để mình gửi mail cho khách hàng, rất là tiện lợi. Khi đó chúng ta không cần phải liên lạc với khách hàng và hỏi hỏi họ tên gì, địa chỉ của họ ở đâu. Thì đây là có hết rồi. Ngoài ra thì website này nó có một số chức năng như là thống kê lượt truy cập, rồi SEO trên Google khá tốt. Bây giờ chúng ta thử tìm kiếm một sản phẩm xem nó SEO như nào nhé. Website này nó SEO khá tốt trên Google. Khi mà khách hàng tìm kiếm sản phẩm mà họ cần ấy, họ đánh gõ từ khóa thì nó sẽ ra những sản phẩm trên Google, đây là lên top 1 luôn. Đây. Hàng loạt luôn, ra hàng loạt sản phẩm của các bạn. SEO trên Google họ sẽ tìm kiếm đến và mua hàng của các bạn. Video luôn. Sau khi khách hàng mà đặt hàng trên trang web của bạn thì cái đơn hàng nó sẽ chuyển về website quản trị của bạn. Các bạn có tài khoản, các bạn đăng nhập vào vào giỏ hàng, nó sẽ thông báo cho các bạn một cái đơn hàng mới. Thứ hai đó là nó sẽ gửi về mail cho các bạn. Và nó thông báo cho các bạn là có khách hàng mới đặt hàng. Đây. Kit cánh bằng là đơn hàng mới này, đơn đặt hàng mới của khách hàng này. Vâng, với một số cái thao tác đơn giản, khá là đơn giản mà thì khách hàng có thể mua sản phẩm online của các bạn và cửa hàng của các bạn mở cửa 24 trên 24 và khách hàng có thể mua hàng, thậm chí là khi các bạn đang ăn cơm hoặc là các bạn đang đi ngoài đường thì khách hàng vẫn đang có thể đặt hàng được.
rất là tiện lợi. Thì trong thời buổi công nghệ thông tin bây giờ thì các bạn bán hàng online thì nên thiết kế cho mình một website. Nếu không thiết kế được thì chúng ta có thể nhờ các công ty hoặc tổ chức bên ngoài họ thiết kế cho. Giá thành bây giờ thì nó không có cao mấy, bán hàng rất là hiệu quả. Vâng, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.